Chúng ta đã sơ hở ở điểm nào mà họ có thể nhúng tay vô nhanh như vậy? Tôi nghĩ là ông nên tính tới nước cờ cuối đi. Anh cho em một chút thời gian suy nghĩ được không? Mọi chuyện không thể nào kết thúc như vậy được. Bà đang làm gì? Có chuyện gì mà bà cứ gọi liên tục vậy? Có biến căn tại nhà, Diêu Dương đã phát hiện ra sự thật. Tôi bắt giam cô ta, cho ông chủ về xử lý. Trời ơi, sao mọi chuyện lại đổ ập lên cùng một lúc như vậy? Thôi được rồi, tôi sẽ tranh thủ về nhà giải quyết. Lại có chuyện gì xảy ra vậy? Nhà em có một chút chuyện mà chuyện nhỏ thôi, không có gì đâu, em giải quyết được. Anh ba có nghi ngờ gì về chiến dịch truy quét đường dây sản xuất ma túy của chúng ta không? Theo anh ba thì họ đã biết được những gì rồi? Chuyên án này rất bí mật. Đã có một số con nghiện chết vì chất mới, cho nên họ đưa cái loại nước vui vẻ này vào tầm ngắm và quyết tâm triệt phá nó cũng không có gì lạ. Em mới gây dựng nên chỗ này, không thể phá hủy nó sớm như vậy được. Theo tôi, ông nên hốt cú chót rồi biến đi, tốt cho ông và cả tôi nữa. Nếu còn chần chờ công an ập đến thì ngoài cái án tử hình treo lơ lửng trên đầu, ông sẽ trắng tay và chẳng còn gì hết.